trưởng nha. Mà hát hay là được rồi.
Tức là ý là anh Tuyết nói rằng mặc dù chạy show một tuần, mặc dù ăn như thế, khát nước như thế, nhưng mà hát được như thế, nếu mà không như thế thì có coi chừng đấy, phải không? Hôm nay là phải cảm ơn chị bạn bên Úc rất là nhiều. Là vì một sự tình cờ ngày hôm nay mà chị đưa để anh Tuyết đưa chị đến đây để mà có một cái cuộc hội ngộ như thế này. Thành ra là quý vị khán giả đi đêm nay là rất là hời. Hôm qua tôi cũng có dụ dỗ những vị khán giả của đêm hôm qua là hãy đi tiếp đêm nay, mà không ngờ là đêm nay lại có chị Ánh Tuyết rất hời. Cảm ơn chị Ánh Tuyết rất nhiều. Và cảm ơn các em, cảm ơn quý vị. Một năm cái đau tay. Thưa quý vị, cách đây cũng cái đêm mà Tương Phùng hát tháng 3 năm ngoái ấy, thì chị Ánh Tuyết đến đây là khán giả, và lúc đó chị nói là chị đến đây chị xem âm thanh ở đây như thế nào. Chị nghe nhiều người nói là đây âm thanh hay, nghe rất là hay, chị muốn đến.